Hà Duy đăng ảnh với Hương Giang, tiết lộ mối quan hệ sau ồn ào cắt sâu. Nhà thiết kế Hà Duy có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ với Hương Giang sau ồn ào cắt sâu vào năm 2018. Tối mùng 4 tháng 6, nhà thiết kế Hà Duy bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng Hương Giang trên trang cá nhân. Cùng với đó, anh đã có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ hiện tại với người đẹp sau ồn ào cắt sâu cách đây 5 năm. Có những điều cần thời gian để trả lời. Và có những câu trả lời đơn giản chỉ là cái ôm để xóa tan những hiểu lầm và những khúc mắc, giận hờn. Học cách luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận nhiều điều mới mẻ tốt đẹp hơn, nhà thiết kế Hà Duy viết. Bài đăng của Hà Duy thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi nhà thiết kế sinh năm 1987 và Hương Giang đã gỡ bỏ hiểu lầm 5 năm trước và mối quan hệ trở lại bình thường. Năm 2018, Hà Duy từng lên tiếng tố Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 làm việc thiếu chuyên nghiệp khi tham gia show diễn của anh. Mắc bệnh ngôi sao lại đổ lỗi cho ekip. Đồng thời, anh cũng phủ nhận việc bỏ quên Hương Giang trong sân khấu. Thời điểm đó, nam nhà thiết kế muốn Hương Giang lên tiếng đính chính và xin lỗi anh. Trong khi đó, Hương Giang lại cho rằng những lần trước, mỗi khi làm tóc và trang điểm xong, cô đều được dặn ngồi trong cánh gà. Khi nào có người nhắc mới bước ra sau sân khấu để chuẩn bị trình diễn, vì thế nên mới dẫn đến chuyện trễ hẹn với khán giả. Hương Giang rút kinh nghiệm cho bản thân gửi lời xin lỗi đến ai cảm thấy chạnh lòng vì sự vô tư của cô.